Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2019. Mình xin giới thiệu với các bạn một số loại cây hoa lan. Các bạn yêu thích loại hoa nào, các bạn hãy ghi mã số lại và các bạn gọi điện thoại cho bên mình. Số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và các bạn nhớ ngày quay giùm mình là ngày 23 tháng 2 năm 2019 ha các bạn. Và đây là cây số 1, giá tiền là 320.000. Cây này là một dòng cát trung, nhưng mà mặt hoa của nó rất là đặc sắc, bởi vì các bạn thấy nó có hai con mắt hí màu trắng ở hai bên đó. Mặt hoa rất là dễ thương, đặc sắc. Hai cái đầu của nó nè, có cái điểm nhấn mạnh nè, nó giống như là tai mèo vậy đó, vừa có tai mèo vừa có mắt hí. Khuôn hoa cũng tròn đẹp, phối hợp màu sắc cũng rất là dễ thương. Và đây là cây thực tế ha các bạn. Đây là cây mã số 1, có giá tiền là 320.000. Tiếp theo là cây mã số 2 ha các bạn. Cây mã số 2 này mặt bông cũng rất là đặc sắc, nó có phần nhỉnh hơn cây số 1 chút xíu nữa. Cái màu của nó là một cái màu tím nhung đậm, có hai con mắt hí màu vàng. Lưỡi của nó thì ở phía ngoài là màu tím nhung đậm nè, ở phía trong là một màu vàng tuyền. Khi mà mình quay lên máy thì cái màu vàng tuyền ở bên ngoài đậm hơn, vô trong máy này thì cái màu vàng tuyền nó hơi bị nhạt chút xíu. Bông hoa này là mới vừa hé thôi đó các bạn. Nó mới vừa hé thôi, nó chưa thẳng cánh, lưỡi chưa bung hết nè. Các bạn thấy đầu lưỡi chưa bung hết. Và theo mình thì mình thấy cái bông hoa này nó sở hữu một gam màu rất là đậm đà, đặc sắc. Hai cái con mắt hí màu vàng này rất là đặc biệt. Ngay chỗ này nè các bạn, ở bên ngoài là vàng đậm đẹp lắm, nhưng mà vô trong hình thì mình thấy nó hơi lợt chút xíu. Và đây là hình cây. Giá tiền của nó cũng là 320.000 các bạn ha. Cây mã số 2. Còn một nụ chưa nở. Tiếp theo là cây mã số 3. Nó có tên là Nodosa. Cái mặt hoa này nở, cái lưỡi của nó bị hư rồi các bạn. Bình thường thì cái lưỡi của nó liền lạc lại một chút, nhưng mà điều đặc biệt là cái hoa này nó sở hữu một cái gam màu là trắng tinh luôn ha các bạn. Cái lưỡi của nó hơi ngã cái màu vàng mỡ gà chút xíu. Vài bữa nữa nó sẽ trắng hơn một chút, nhưng mà điều đặc biệt là cái cánh hoa của nó trắng tinh luôn. Và đây là hình cây thực tế các bạn. Cây mã số 3 này có giá tiền là 200.000 các bạn ha. Tiếp theo là cây mã số 4, có giá tiền là 180.000. Đây là cây dendro mùa xuân ha các bạn. Cây dendro mùa xuân mã số 4 có giá tiền là 180.000. Và đây là mặt hoa. Mặt hoa là xinh lung linh luôn.
Tiếp theo là cây dendro mùa xuân mã số 5 có giá tiền là 190.000. Đang hai nụ. Không biết mặt hoa ha các bạn. Cây này là cao tầm khoảng 30 cm đó các bạn. Cây cao nhất đó. Đang sở hữu hai nụ. Mã số 5 190.000. 1 2 3 thêm một cây cao phía sau là 4 thân. 4 thân hai nụ. Mã số 5 190.000. Tiếp theo là cây dendro mùa xuân mã số 6 có giá tiền là 250.000. Cây này thì nó đang sở hữu 3 nụ. Kèm theo đang nhú thêm 2 nụ. Đây 1 nụ. Đây. Đây 1 nụ, đây 1 nụ, một chỗ đang nhú nụ nữa nè, thêm 2 chỗ nhú nụ nè. Và 3 nụ đã to rồi. Cái cọng cao nhất đang nụ này thì tầm khoảng 50 cm các bạn. Đây là chậu mã số 6 250.000 ha các bạn. Tiếp theo là cây mã số 7 có giá tiền là 400.000. Đây là một dòng brass các bạn, có tên là Interdosa. Mới chỗ thì các bạn thấy hoa và cái đài của nó hơi ửng hồng. Đây, ở phía trước thì nó hồng lợt nè. Cái bông này nở sau nè, các bạn thấy cái đài của nó hồng đậm hơn nè. Đó, cái bông này nở trước nhiều ngày hơn thì các bạn thấy cái đài của nó màu hồng lợt. Nhưng mà cái điều đặc biệt là vài bữa nữa hai cái bông này nó sẽ chuyển sang một màu trắng tuyền luôn. Mới nở màu hồng sau đó chuyển sang là trắng tuyền luôn. Xoay hoa thì cũng to ha các bạn. Đối với dòng brass hoa giờ là to rồi. Và dòng này thì mình thấy dễ hoa cực kỳ luôn. Brass Interdosa này rất là dễ hoa. Rồi, chậu Brass Interdosa này có mã số 7, giá tiền là 400.000. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn hai chậu Hakya Delight của Đài Loan. Chậu đang hoa, đây là chậu mã số 8. Chậu bên đây đang nụ ở trong cái lưỡi mèo này là mã số 9. Cả hai chậu đều đồng giá là 400.000 một chậu. Và cái dòng Hakya Delight này thì hoa của nó một màu vàng đậm. Size hoa nó to có thể là tới 17 cm các bạn. Hoa màu vàng quay ở dưới nắng thì nó hơi khó quay hơn trong mát. Đó, mình để vô mát cho các bạn thấy được cái màu vàng của nó nè. Hoa này nở như thế này thì các bạn thấy là màu vàng của nó còn chưa đạt á. Hôm qua hôm kia gì bên kênh của mình cũng có quay một cây Hakya Delight đó, thì cái cây đó màu vàng của nó rất là đạt và hoa cũng to nữa. Cái hoa này thì nó không đạt bằng hoa đó, nhưng mà cái này mình về mình chăm sóc lần sau thì hoa nó nở đạt thì nó sẽ đẹp thôi. Hakya Delight thì khuôn hoa cũng đẹp. Hai chậu đều đồng giá 400.000 các bạn. Chậu bên tay trái đang bông là mã số 8 và chậu bên tay phải đang nụ là mã số 9.
Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn một dòng cát mini, nó có tên là Boss Burana Beauty. Và cái bông này do là nở bị cái con gì chích cho nên là nó không có đẹp nữa, chứ không là cái hoa này thì các bạn thấy là nó sẽ sở hữu một cái màu vàng tuyền đậm. Hai cái cánh của nó có hai vạch đỏ rồi lưỡi đỏ. Nói chung mặt hoa Burana Beauty là một mặt hoa mini rất là đẹp, đặc sắc. Đây là ngoài nắng nè, trong mát. Cái hoa này nở nó bị hư rồi, nó không có đẹp. Chứ mà nó đạt là màu vàng ra màu vàng, màu đỏ ra màu đỏ rất là đẹp. Nó còn được một nụ nè. Nhưng mà do khi mà nó còn nụ á, nó bị con côn trùng chích á, cho nên là cái hoa nó hơi bị sượng. Thì chậu này là chậu mã số 10 cắt mini Boss Burana Beauty. Chậu này có giá tiền là 170.000. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, đây là mặt hoa của cây cát mã số 11, mà tên cây của nó là mã số 315, còn mã số của clip quay là mã số 11, có giá tiền là 250.000. Cây mã số 11 này có hai giá tiền 250.000, hoa thì mới hé hôm nay ha các bạn. Cây này thì được cái là nó có cái nó rất là mập cây, các bạn thấy cái cây của nó nè, ngón tay cái mình để vô thấy không xì nhè gì hết, thân rất là mập luôn á. Lá như vậy nè, các bạn thấy cái bản lá của nó nè. Các bạn thấy cái bản lá của nó không? Rất là bự. Cái vòi hoa của nó cũng vậy nè, vòi hoa của nó mập lù à, so với ngón tay của mình nè. Cây mã số 11 này có giá tiền là 250.000. Rồi, cây cuối cùng của mã số của clip quay đó là mã số 12. Đây là cây cát Greenwood, nhưng mà điều đặc biệt đây là cây Greenwood của Đài Loan ha các bạn. Cây Greenwood của Đài Loan thì thân sẽ cao và bản lá rất là to. Bạn thấy bản lá rất là to nè. Còn cây Greenwood của Thái thì nó sẽ lùn hơn và bản lá của nó nhỏ hơn, và đương nhiên là giá thành của nó cũng rẻ hơn. Và cây Greenwood của Đài Loan này giá tiền là 350.000 ha các bạn. Size hoa của nó cũng to hơn nữa. Sai hoa của nó to, cánh rất là dày nha các bạn, dày như bằng nhựa vậy đó, dày cực kỳ. Và lưỡi ống, cánh của nó sở hữu một màu lan xanh lá cây, xanh ngọc đó. Và dòng Greenwood này thì nó có hương thơm rất là ngọt ngào, cánh màu xanh nè, đầu lưỡi màu tím nè, và trong họng của lưỡi là một màu vàng. Đây là Greenwood của Đài Loan ha các bạn. Cây mã số 12 này là 350.000. Đây mình quay trong mát cho các bạn thấy cái màu xanh của nó rất là ngọt ngào. Cái màu này quay ngoài nắng nhiều khi nó không lên màu được. Đây, đó, trong mát các bạn thấy màu xanh lá cây rất là ngọt, rất là dễ thương. Cây rất là cao ha các bạn. Đó. Các bạn thấy là tính từ cái gốc này lên tới cái chót lá này là nó phải cả ba gang tay của mình. Quang Long Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và ngày quay hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2019, tổng cộng có 12 mã số. Các bạn ưng ý mã số nào, các bạn hãy gọi điện thoại vào số điện thoại 0908 846 804.
Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Quang Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.